Chào các bạn, quay trở lại loạt video hướng dẫn phân tích các cái ví dụ thực hành kèm theo trong cái khóa đào tạo Dynamo. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phân tích một cái file thực hành khác, nó tên là List Sort by Key. Chúng ta kích Open ra. Thì các bạn xem lại video trước ấy, thì mình có cái video nói về List Group by Key, tức là nhóm các cái phần tử theo thỏa mãn theo cái một cái tiêu chí nào đó. Thế thì trong cái video này ấy, nó cũng không khác gì cả, là ở đây không phải nhóm mà là sắp xếp các phần tử thỏa mãn một tiêu chí nào đó của chúng ta. Rồi, ok, tiếp theo đây chúng ta lại tiếp tục. Đầu tiên các bạn thấy nó rất tương tự nhau, các bạn xem video trước thì các bạn sẽ hiểu. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy về các cái phần tử trong Revit mà chúng ta muốn sắp xếp. Thì ở đây tùy các bạn thôi, ở đây chúng ta sẽ có thể lấy về tường chẳng hạn, Word đi, chúng ta lấy về Word. Rồi, chúng ta lấy về Word nhé. Rồi, mục đích của bài này là mình sắp xếp các cái Word theo cái chiều dài, đúng không? Theo chiều dài từ nhỏ đến lớn chẳng hạn. Đấy. Thì list.sort by key thì cũng tương tự như là group by key, nó cũng hai cái tham số đầu vào. Thứ nhất là danh sách chúng ta cần sắp xếp, và cái tham số thứ hai là cái tiêu chí cần sắp xếp là gì. Rồi, ok, chúng ta chuyển vào đây một danh sách là các phần tử Word, tường. Thì tường ở đây chúng ta mình để đây là automatic nha, để cho nó chạy. Rồi, ở đây chúng ta có Word này, 42 cái Word. Tiếp theo cái tiêu chí nha, là mình muốn so sánh gì, độ dài các bức tường. Độ dài các bức tường thì ở đây quay lại nhá, quay lại hình đây. Chúng ta có bức tường đây. Trong bức tường này nó có tham số độ dài là len. Mỗi một cái bức tường này đều có len á. Đó, thế đấy. Mình sẽ sử dụng cái nốt tên là get parameter value by name, tương tự như video trước. Thì đầu vào của nó có cũng hai cái đầu vào. Thứ nhất là phần tử muốn lấy về giá trị tham số, và cái tham số thứ hai phải truyền vào chính là tên của tham số chúng ta muốn lấy về giá trị. Thì ở đây mình truyền vào là len. Và chúng ta thấy là nó sẽ lấy về đây chiều dài của tất cả các cái bức tường đấy, chiều dài. Và bây giờ mình chỉ việc truyền vào cái list.sort sort by key, thứ nhất là danh sách và thứ hai là tiêu chí. Và chúng ta xem nó đầu ra của nó sẽ có hai đầu ra. Đầu ra thứ nhất là danh sách đã được sắp xếp, đây các bạn thấy là danh sách nó đã được sắp xếp theo cái tiêu chí của chúng ta. Thứ hai là cái tiêu chí mà nó tiêu chí để sắp xếp ấy, nó cũng xuất ra dưới cái đầu ra tên là sort key. Mình sử dụng hai cái watch để các bạn quan sát. Đây các bạn thấy nó đã sắp xếp theo đây, tự đây 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 đây, các bạn thấy đây đúng theo thứ tự từ từ nhỏ đến lớn, và các bức tường cũng sẽ sắp xếp theo cái thứ tự mà chúng ta mong muốn. Đấy là cái nốt sort by key cũng rất hay được chúng ta sử dụng. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.